Chương 1051, nảy sinh lòng trắc ẩn. Lần đầu tiên gặp chú Cố, Ninh Á cũng bị dọa sợ, nhưng lâu dần rồi cô cũng quen. Hơn nữa, chú Cố quan tâm cô rất nhiều. Tuy chú ấy không thể nói, nhưng chú ấy sẽ dùng lá trúc gấp thành những món đồ chơi tặng cô. Ninh Á thuận tay ngắt một bông hoa dại, quay người lại, cài lên tay Nghiên Thời Thất. Có phải cô cũng thấy chú Cổ rất đáng thương không? Ừ. Nghiên Thời Thất đáp một tiếng. Trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Cảm giác này có lẽ là vì cảm thấy chính chú Cố vốn đã rất vất vả rồi, vậy mà vẫn còn nuôi nhiều bướm như vậy vì anh Tư. Người tinh tế có lòng như chú ấy lại gặp phải quá nhiều bất hạnh. Ninh Á hái một bông hoa cài lên tay mình, chỉnh qua chỉnh lại rồi mới nói. Lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy chú Cổ cười. Chờ lát nữa Tần Tứ nói chuyện với ba tôi xong thì bảo anh ấy đi gặp chú Cổ một lát. Có lẽ chú ấy sẽ cảm thấy vui hơn một chút. Nghiên Thời Thất không nói gì. Ánh mắt lại nhìn ra ngoài nhà bướm, bên ngoài đã không còn bóng dáng của chú Cổ nữa. Không tới nửa giờ, Nghiên Thời Thất và Ninh Á đã đi dạo một vòng nhà bướm. Cô đang định đến phòng thay đồ của Ninh Á, dạy cô ấy vài mánh vuối màu, thì lại thấy Tần Bách Duật bước ra từ biệt thự đằng trước. Ôi, bọn họ nói chuyện nhanh thế à? Ninh Á cũng đã thấy Tần Bách Duật. Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy anh Tư liền quay đầu nhìn ra nhà vườn. Em nhìn gì thế? Tần Bách Duật bước tới cạnh cô, chiếc áo sơ mi màu ghi xám xắn tay áo để lộ cánh tay mạnh mẽ. Đôi chân thẳng tắp, gương mặt tuấn tú góc cạnh, ánh mắt dịu dàng sâu lắng. Ninh Á nhìn Tần Bách Duật như vậy thì không khỏi cảm thấy ảo não, mất hồn. Nghiên Thời Thất buồn bực, rời mắt khỏi nhà bướm. Em nhìn xem chú Cổ còn đứng đó không? Em gặp chú Cổ rồi à? Tần Bách Duật nhìn lướt qua vai cô. Nhưng ngoại trừ hoa cỏ đang lay động trong gió thì không hề thấy bóng dáng của chú Cổ đâu. Ninh Á nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một lúc sau mới lên tiếng. Có lẽ chú Cổ đi làm việc rồi. Anh với ba em nói chuyện xong rồi sao? Ừ. Trưa nay hai người ở lại ăn cơm không? Em còn định nhờ Thập Thất dạy em mấy thứ nữa. Tần Bách Duật liếc nhìn Ninh Á, lại quay sang nhìn đóa hoa xinh đẹp cài bên tai Nghiên Thời Thất. Chú Ninh đã cho chuẩn bị cơm trưa ở đình Hy Nhiên rồi. Hai người nói chuyện đi, anh đi gặp chú Cổ. Vâng, hình như em thấy chú ấy đi về phía rừng trúc bên kia. Nghiên Thời Thất chỉ phía trước. Sau nhà bướm có một mảnh trúc rậm rạp. Không hiểu sao, cô rất muốn anh Tư và chú Cổ gặp nhau một lần. Xa cách bao nhiêu năm, chắc chú Cổ cũng rất nhớ anh ấy. Tuy chú Cổ thân tàn mà chí không tàn, khiến trong lòng cô nảy sinh lòng trắc ẩn. Sâu trong rừng trúc, chú Cổ mặc một bộ đồ đen bước tập tễnh từng bước một. Ông đi rất chậm, mỗi bước chân đều rất vất vả. Ông thở hổn hển liên tục. Trong rừng trúc rậm rạp, nhiều tia tăm tối phức tạp lóe lên trong mắt ông. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, chú Cổ dừng lại. Tưởng là người khác nên giơ tay lên xua khẽ, ra hiệu không muốn đối phương làm phiền mình. Nhưng tiếng bước chân cũng không ngừng, cho tới khi... Chú Cổ! Giọng nói trầm ấm đặc trưng của Tần Bách Duật vang lên trong rừng trúc. Sau bao năm tháng xa cách, một lần nữa dội vào nơi mềm mại trong trái tim chú Cổ. Bàn tay giấu dưới tay áo màu đen của chú siết chặt lại. Cổ họng ông cất lên vài âm thanh, nhưng chẳng thể nói thành lời. Người chú Cổ khẽ run lên, sau đó mới chậm chạp xoay người lại. Dưới bóng râm trong rừng trúc, ông cố gắng mở to mí mắt hằn đầy vết sẹo của mình, nhìn về phía người đang bước tới. Vài năm không gặp, anh không còn gầy yếu nhợt nhạt như xưa nữa, khí chất trên người cũng đã ẩn đi rất nhiều. Anh trưởng thành và chững chạc hơn. Thứ duy nhất vẫn giống như trong ký ức của ông chính là đôi mắt sâu thẳm kia. Chú Cổ giơ tay lên, tay áo trượt xuống, lộ ra bàn tay trái chỉ còn hai ngón. Ông dụi dụi mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè khô ráp, phất tay vẫy Tần Bách Duật. Tần Bách Duật đạp lên lá trúc rơi rụng dưới đất, bước tới trước mặt chú Cổ. Thân hình hơi còng của chú Cổ càng tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh. Chú Cổ vỗ hai cái tay lên vai anh, lại nắn thử bắp thịt của anh, gật đầu hài lòng.
Tuy không nói được, nhưng sự xúc động của ông hoàn toàn có thể nhận ra mà không cần lời nói. Tần Bách Duật đứng trước mặt ông, mặc cho ông vỗ. Đây cũng là cách duy nhất mà chú cổ có thể biểu lộ tâm trạng của mình lúc này. Ông bóp mạnh vai Tần Bách Duật, ánh mắt lộ vẻ ngấm ngầm kiềm chế. Xin lỗi chú cổ, cháu về muộn rồi. Tần Bách Duật lễ phép cúi người ôm lấy ông, giọng nói đầy áy náy. Năm ấy, anh đi mà không nói lời tạm biệt với chú cổ. Ở Bạc Ma này, người anh không dám đối mặt nhất chính là chú ấy. Loại tình cảm này rất kỳ lạ. Rõ ràng chú cổ chỉ là một người không thể tầm thường hơn, thậm chí diện mạo tàn tật của ông thường khiến rất nhiều người sợ hãi. Nhưng trong khoảng thời gian anh bị bệnh, không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác rất thân thiết với ông. Đó là một loại tình cảm không thể diễn đạt bằng lời. Lần này về đây, thấy nhà bướm, anh lại nhớ tới hình ảnh chú cổ năm đó, cầm con bướm chập chờn đôi cánh tới trước mặt anh dỗ dành. Trái tim anh như ấm lên. Chú cổ vòng tay ôm lại Tần Bách Duật thật chặt, nhưng chỉ một giây sau lại vội vàng buông ra. Cổ họng của ông phát ra âm thanh khô khốc, Tần Bách Duật lại như hiểu ông muốn nói gì. Chú gặp vợ cháu rồi à? Chú cổ gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên. Chú thích cô ấy ạ? Chú cổ lại gật đầu, dùng hai tay vẽ một đường cong hình người quyến rũ trong không trung. Tần Bách Duật mím môi cười. Chú cổ muốn nói dáng người của Nghiên Thời Thất rất đẹp. Trong rừng trúc, chú cổ không ngừng ra dấu tay mà không biết mệt. Nhưng tin chắc rằng Tần Bách Duật sẽ hiểu được hết. Mấy phút sau, ông nhớ tới chuyện gì đó, háo hức vòng về phía nhà bướm. Bởi vì đi quá nhanh, người ông nghiêng sang một bên suýt ngã. Tần Bách Duật bước tới đỡ ông. Chú cổ, đi chậm thôi, đừng vội. Ông nhìn Tần Bách Duật thật sâu. Sau đó dùng hai ngón tay bên tay trái, nắm cổ tay anh cùng đi về phía nhà bướm. Đoạn đường này không xa nhưng chú cổ đi rất vội. Mãi tới khi ông kéo Tần Bách Duật vào tới nhà bướm thì mới dừng lại trước một chuồng gỗ nuôi bướm. Chỉ vào bên trong, ý bảo Tần Bách Duật xem. Tần Bách Duật hơi khom người, lọt vào trong ánh mắt là một con bướm cú mèo hiếm quý bên trong chiếc chuồng gỗ nhỏ. A. Chú cổ như muốn nói chuyện. Hiếm lắm mới thấy phát ra được một âm tiết như vậy. Tần Bách Duật nhìn con bướm cú mèo kia, ánh mắt vốn phẳng lặng lúc này bỗng sao động. Năm đó, những lúc bắt gặp kiểu bướm lạ này, anh đều có thể quan sát rất lâu. Trên cành bướm có đốm như mắt của cú mèo, lập tức thu hút ánh mắt của anh. Nghe nói, mấy năm nay chú cổ nuôi rất nhiều loại bướm này cho anh. Chú cổ, cảm ơn chú vất vả rồi. Nghe Tần Bách Duật nói, chú cổ vội xua tay, khẽ dụi mắt rồi thong thả, dạo bước trong nhà bướm. Tần Bách Duật đứng yên nhìn bóng lưng tập tễnh của ông, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Sau đó, anh cùng chú cổ đi dạo một lúc lâu. Chú cổ luôn dùng tay, diễn đạt, mà Tần Bách Duật cũng rất kiên nhẫn nhìn. Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ăn trưa trong phủ tù trưởng xong, 2 giờ chiều thì đi về trang viên. Ninh Á rất lưu luyến. Lúc tiễn Nghiên Thời Thất ra ngoài, còn không ngừng dặn. Khi nào có thời gian, cô phải về đây chơi đây nhé, hoặc tôi sang Trung Quốc tìm cô cũng được. Dù sao, cô nàng cũng mang một nửa dòng máu Trung Hoa, lớn thế này còn chưa từng về thăm nước lần nào. Bây giờ nhắc tới thì cô lại càng mong chờ, muốn về nước xem thử. Được, nhớ nhé, lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô. Nghiên Thời Thất cười tạm biệt, xoay người lên xe trước. Cô nghĩ Ninh Á có chuyện muốn nói với anh Tư. Trước cổng phủ tù trưởng, Ninh Á dè dặt nhìn Tần Bách Duật, gió thổi rối mái tóc của cô. Ninh Á ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn nở một nụ cười thật tươi, nói khẽ. Em không thích anh nữa. Tần Bách Duật bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt. Cảm ơn. Anh nói cảm ơn khiến Ninh Á tự giễu cười khẽ. Xem ra tình cảm của em làm phiền anh rồi. Tần Bách Duật không đáp, nhưng cô biết anh đang ngầm tán đồng. Ninh Á hậm hực, khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo hất cằm lên. Anh yên tâm đi, bây giờ em còn thích Thập Thất hơn thích anh nữa. Đợi khi nào kết hôn, em sẽ gửi thiệp mời cho anh đầu tiên.
Anh không đến cũng được. Em phải cho anh biết, người thích em rất nhiều đấy. Tần Bách Duật mỉm cười. Ừ, tôi rất mong đợi đấy. Mong đợi mình kết hôn à? Ninh Ngà cắn răng nhìn anh chăm chú. Tuy đáy lòng rất cay đắng, nhưng vẫn muốn cho anh thấy bản thân đã buông tay, rất nhẹ nhõm. Có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất. Sau khi Tần Bách Duật lên xe, đoàn xe dần đi xa, lúc này viền mắt của Ninh Á mới hơi ửng đỏ. Cô thích anh nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông tay là buông tay đây? Nhưng anh có vợ rồi, cô thật sự không được phép thích anh nữa. Ninh Á nhìn theo hàng xe rất lâu, mà sau lưng cô, chú Cổ đứng trong vườn, cũng nhìn qua khe cổng theo hàng xe kia mãi. Mắt ông ngấn lệ, nhưng đôi môi lại nở nụ cười. Tiểu Tứ, nguyện em cả đời bình an. Hôm sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật mang theo mấy người mục nghi lên máy bay chuyên dụng về nước. Tuy bọn họ chỉ dừng lại Bạc Ma 2 ngày ngắn ngủi, nhưng tự trong thâm tâm, Nghiên Thời Thất lại rất thích phong tục và khí hậu nơi đây. Anh Tư không muốn mọi người tới tiễn, cho nên đợi tới khi cửa máy bay đóng lại thì mới gửi tin nhắn cho mấy người anh em của mình. Sau này, anh sẽ còn quay lại Bạc Ma. Chỉ là chuyện trong nước không thể trì hoãn được nữa. Khi máy bay đang đợi lệnh cất cánh của trạm kiểm soát không lưu, Mục Nghi nhìn ra cửa sổ bên máy bay, sau đó vội quay lại. Cậu Tư, anh nhìn kìa. Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất cùng quay sang, thấy một loạt xe dừng ở ngay bên ngoài. Trước mỗi chiếc xe đều có một bóng người quen thuộc. Có lẽ bọn họ đã sớm biết Tần Tư muốn đi. Không đối mặt tạm biệt mà dùng biện pháp này để tiễn anh. Tạm biệt là để sau này gặp lại. Bọn họ nhất định sẽ gặp lại, cho dù là ở Trung Quốc hay ở Bạc Ma. Nghiên Thời Thất nhìn mọi người, thoáng cảm thấy phiền muộn. Cô quay sang nhìn Tần Bách Duật thì thầm nói. Anh Tư, mấy người anh em của anh thật tốt. Tần Bách Duật thấy mắt cô long lanh nước thì nắm tay cô vuốt nhẹ. Ừ, thật sự rất tốt, mà em càng tốt hơn. Nghiên Thời Thất ngước nhìn ánh mắt thâm tình của anh, cười khẽ, rồi nói ra tâm nguyện của mình. Nếu được thì sau này chúng ta lại về đây nhé. Được, lúc nào cũng có thể về. Tần Bách Duật luôn đồng ý với mọi yêu cầu của cô. Máy bay bắt đầu cất cánh, kết thúc chuyến thăm Bạc Ma ngắn ngủi của hai người. Những người đứng ngoài đường băng ngẩng đầu nhìn theo máy bay khuất dần nơi chân trời. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy mất mát. Thương Lục dựa nghiêng vào xe, đầu ngón tay chạm lên chiếc SSC North America màu vàng kim của mình, ảo não lẩm bẩm. Không biết lần sau gặp lại là bao nhiêu năm nữa. Vừa nói xong, di động trong túi bỗng rung lên. Thương Lục rút di động ra, nghe thấy tiếng thở dài của Hoắc Minh. Tôi từng nghĩ, nếu năm ấy không có Tần Tứ, thì có phải chúng ta sẽ chết hết trong vụ đó rồi hay không? Hoắc Minh nói xong, di động của những người khác cũng rung lên. Thương Lục là người đầu tiên xem tin nhắn. Mẹ nói chứ, tôi vừa trở thành cổ đông của công ty công nghệ thông tin truyền thông kia. Ngay sau đó, Lục Hy Hằng cũng lắc lắc di động. Tôi cũng thế. Hoắc Minh và Hoắc Mang liếc nhìn nhau. Cũng vậy. Mẹ nó, thằng nhãi Tần Tứ muốn ông đây phải khóc mới vừa lòng à? Thương Lục nghẹn ngào. Bọn họ không hề chuẩn bị cho Tần Tứ cái gì cả. Dù sao, ai cũng ôm tâm tư muốn chờ anh về để tính nợ. Nhưng người này chỉ về chốc lát lại để lại cho bọn họ một phần quà lớn như vậy. Trở thành cổ đông của công ty nghĩa là bọn họ có thể làm bất cứ gì với cổ phần dưới danh nghĩa của mình. Kể cả chuyện tìm kiếm tin tức cũng trở nên dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Hoắc Minh nhìn về hướng máy bay, lắc đầu thở dài. Cậu ta rời đi 5 năm, nhưng cũng không thay đổi chút nào cả. Thương Lục nheo mắt, nén cảm giác dâng trào trong lòng, không chào hỏi gì đã lặng lẽ lên xe phóng vọt khỏi sân bay. Anh ta muốn về nhà bào chế ít thuốc, Nghiên Thời Thất mang thai, bào chế cho cô ấy vài loại thuốc ăn thai là được. Lục Hy Hằng và những người khác cũng lục tục lên xe. Bọn họ đều đang nghĩ phải làm gì đó đáp lại Tần Tứ. Bay suốt 7 tiếng đồng hồ,
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay trong nước đã là 8 giờ tối. Về đến nơi, Nghiên Thời Thất vừa xuống máy bay đã lạnh run lên. Lệ Thành lạnh quá. Chắc Hàn lái xe tới đón. Nghiên Thời Thất lên xe, nhìn khắp dọc đường răng đèn, kết hoa, sáng ngời lấp lánh ngoài cửa sổ, thì cười vui vẻ. Đúng là trong nước có không khí Tết hơn. Lúc ở sân bay, hai người Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đã tách ra. Mục Nghi thì đang ngồi ghế phó lái, cầm di động im lặng, nhìn chằm chằm tin nhắn WeChat mãi không được trả lời. Anh ta gửi tin nhắn cho Lăng Tử Hoan, nhưng cô nàng chưa trả lời lại. Cậu Hai Kiều còn đang ở bên Mỹ, có lẽ cô ấy không rảnh. Lồng ngực của anh ta bỗng trở nên trống rỗng. Xe lái dần về phía cao tốc, Chắc Hàn nhìn qua kính chiếu hậu. Tổng Giám Đốc, mai anh có đến công ty không? Mấy ngày nay các phòng ban muốn tự mình nắm quyền đều đang dục dịch rồi. Còn có một ngày nghỉ nữa thôi là sẽ quay lại làm việc. Anh ta cảm thấy nên báo trước để anh chuẩn bị thì hơn. Tần Bách Duật đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì mở mắt ra. Nhìn bộ dáng lo âu buồn chồn của Trác Hàn qua gương chiếu hậu thì nhướng mi hỏi. Có chuyện gì? Trác Hàn suy nghĩ một lát, lời ít ý nhiều báo lại. Tôi lo có người muốn gây chuyện. Nghiên Thời Thất ngồi cạnh anh liếc sang nhìn, ánh mắt hơi lóe lên nhưng lại không nói gì. Thảo nào anh Tư phải về nước, xem ra Tần Thị cũng không yên bình gì. Nghĩ một lát, cô khẽ mỉm cười. Bỗng bàn tay bị siết chặt, cô ngước lên, rơi vào ánh mắt trêu chọc của anh. Nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy? Nghiên Thời Thất đưa mắt thăm dò Trác Hàn, hắng giọng nói. Cũng không có gì. Em chỉ nghĩ hai chúng ta đúng là đôi chim liền cành. Đại nạn vừa tới, ai cũng không bay thoát. Câu này dùng như vậy cũng được à? Anh có cảm thấy mỗi lần chúng ta gặp chuyện, đều như có người bố trí cả rồi không? Mỗi lần bên em có chuyện gì dục dịch thì y như rằng Tần Thị cũng xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Nghiên Thời Thất nghiêm túc phân tích sợi dây liên hệ kỳ lạ này. Mà Chắc Hàn nghe cô nói như vậy thì cũng bừng tỉnh. Đúng là gần đây đang có rất nhiều tin tức lan truyền trên mạng liên quan đến cô chủ. Tần Bách Duật chăm chú nhìn ánh mắt danh mãnh của cô, khéo léo nói hùa theo. Đúng là rất trùng hợp. Nghiên Thời Thất mím môi. Ngay cả anh cũng cảm thấy thế, có nghĩa là không phải em đang cả nghĩ rồi. Anh nói xem, đối phương muốn gì đây? Khiến hai ta mỗi người đều phải rứt đầu mẻ trán. Không ứng phó kịp mới hài lòng à? Ngoại trừ khả năng này, Nghiên Thời Thất không nghĩ ra được là gì khác. Nhiều chuyện như vậy, cô không bao giờ tin vào sự tình cờ. Đặc biệt là từ khi Tống Kỳ Ngự bước chân vào lĩnh vực bất động sản, thì Tần Thị luôn gặp phải các sự cố mờ ám. Bây giờ đến cả Trác Hàn cũng đang lo, có người tìm đến gây sự. Không ngừng chuyện này, lại có người cố tình sắp đặt. Tần Thị đứng vững ở Lệ Thành suốt bao lâu nay, danh tiếng và bản lĩnh ai ai cũng biết. Việc đối phương dùng hết toàn lực để đánh thắng vào Tần Thị thể hiện mưu mô hiểm ác đáng sợ của bọn họ. Cạnh tranh ác ý, thủ đoạn rất hèn hạ. 40 phút sau, bọn họ về tới Vịnh Lâm Hồ. Vừa vào cửa, Tần Bách Duật liền quay sang Trác Hàn dặn dò. Điều chỉnh lại những nội dung liên quan đến vấn đề độc quyền, rồi đưa một bản cho tôi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Sau khi tiễn mấy người Nghiên Thời Thất vào trong, Trác Hàn quay sang nhìn gương mặt cứng ngắc nghiêm nghị của Mục Nghi, giọng nói có vẻ vì nể. Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Mục Nghi nói tên địa điểm, Trác Hàn dị mặt, khởi động xe. Anh ta không biết gì nhiều về Mục Nghi cả, chỉ biết người này là người bên nhà họ Tần của Tổng Giám Đốc mà thôi. Nhưng gương mặt lạnh tanh không biểu cảm của Mục Nghi khiến Trác Hàn cảm thấy vô cùng gượng gạo, không thoải mái. Nghe nói người này rất giỏi đánh nhau, anh ta không dám chọc vào. Vào phòng khách, Nghiên Thời Thất cởi áo khoác vắt lên thành ghế, ngồi phịch xuống ghế sofa như vừa chút được gánh nặng. Cảm giác mệt mỏi do phải di chuyển đường dài, bỗng chốc tràn về. Cô ngồi ở góc ghế, cúi đầu chậm rãi vuốt ve bụng mình, hình như lại tròn hơn rồi. Gần đây đứa bé này rất ngoan ngoãn, mặc dù bay đường dài cũng không bắt cô phải nôn ngén. Không lâu sau, Tần Bách Duật bê nước ấm từ bếp ra đưa cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Có mệt không?
Anh đau lòng quan sát gương mặt nhỏ của cô. Anh không nên khiến cô vất vả như vậy, nhưng mọi chuyện luôn xảy ra quá bất ngờ. Nhân thời thất không để ý tới vẻ mặt tối tăm của anh, nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống rồi nhào vào lòng anh. Cũng không mệt lắm, em chỉ đang nghĩ, dù sao chúng ta cũng về rồi, có nên tặng cho bọn họ một món quà đáp lễ hay không thôi. Được thôi, em định làm thế nào với tin đồn trên mạng? Đây là phong cách của Tần Bách Duật, dù có muốn xen vào việc của cô thì vẫn phải hỏi ý kiến của cô trước đã. Nhân thời thất liếm môi. Mai em sẽ liên lạc với Thành Nghiệp Nam, cụ thể muốn làm thế nào thì em phải hiểu rõ tình huống đã rồi mới quyết định được. Anh không cần lo cho em, chuyện của Tần Thị rất quan trọng. Còn nữa, bây giờ em là nghệ sĩ của Kiều Thị, dựa lưng vào cái cây lớn này là có thể hưởng gió mát rồi. Tần Bách Duật nhìn cô giả vờ thoải mái thì khẽ thở dài, vươn tay kéo cô vào lòng. Im lặng một lúc lâu, anh mới trầm giọng hỏi. Em biết vì sao anh dẫn em đi Bạc Ma không? Nhân thời thất vô thức gật đầu, chóp mũi cọ phải cổ áo sơ mi của anh, nên cô đưa tay lên gãi mũi. Không phải vì anh muốn giới thiệu mấy người anh em của anh cho em biết à?